Chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế ra tòa, tin từ Paris, Chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde và Tổng giám đốc của công ty điện thoại Orange, ông Stéphane Richard, đã tới một tòa án ở Paris vào hôm nay để trả lời các chánh án về việc trả tiền cho thương gia Bernard Tapie. Ông Richard là phụ tá cao cấp nhất trong lúc bà Lagarde làm Bộ trưởng Tài chính của Pháp, khi chính phủ Pháp lúc bấy giờ trả cho ông Tapie 285 triệu euro trong vụ tranh chấp pháp lý với ngân hàng Crédit Lyonnais, nay đã bị phá sản. Ông Tapie là một người ủng hộ cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Các trưởng lý đang điều tra xem có phải ông Tapie đã nhận được sự đối xử đặc biệt vì liên hệ chính trị hay không khi chính phủ quyết định điều đình thay vì ra tòa. Ông Richard đã chính thức bị điều tra hình sự từ tháng 6 năm ngoái và ông đã khai rằng bà Lagarde biết rõ mọi chi tiết của vụ tranh chấp và bà có trách nhiệm lớn nhất đối với kết quả của vụ tranh chấp này. Bà Lagarde đã bị các thẩm phán thẩm vấn trong tháng 5 năm ngoái và bị đặt trong tình trạng nhân chứng bị giám sát, nhẹ hơn nhiều so với tình trạng bị điều tra.